ra vườn tìm xe đồ chơi mới thôi. Ten ten ten. Ui các bạn ơi, ở đây mình từ đây một túi xe đồ chơi mới đẹp quá này các bạn ơi. Wow, đây là túi xe gì đây? Đây là túi xe, tí nữa mình mở sau nha. Đây mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là xe bồn chở nước tưới cây này. Đó, xe bồn nha. Đây là xe tải chở cát này. Đó, hay chưa? Và đây là xe máy xúc cát này. Đó, bây giờ túi xe này to và nặng quá. Chút nữa mình, ơi các bạn ơi, ở bên này có một túi xe gì ấy. Ui, túi gì đây? Wow, ở bên trong có xe đồ chơi luôn đấy các bạn ạ. Ôi, bây giờ mình sẽ cầm tất đi để chúng ta đi tìm tiếp thôi. Ten 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 ten. Wow, ở đây có rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải dọn rác màu vàng đẹp chưa này các bạn ơi. Wow, chiếc xe tải dọn rác màu vàng này đẹp nha. Ui, nun 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 đi dọn rác rồi. Ui, nun 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 nun. Hay chưa các bạn ơi? Đó, một bạn xe tải dọn rác mới chưa này. Wow, bên trong còn chở. Ui, ở bên trong còn chở một chiếc xe đồ chơi nữa này các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, đây là một chiếc xe gì ấy? Đây. Wow, đây là một bạn xe cứu hộ cứu hỏa các bạn ạ. Đây là bạn xe cứu hỏa nha. Đó, đẹp chưa? Đó, bạn xe cứu hỏa đẹp đấy các bạn ạ. Ôi, này. Đó, các bạn ơi, có cái túi của mình. Đấy, đây là bạn xe này là xe dọn rác màu vàng đẹp quá. Wow, cho nó cái túi của mình nha. Bạn xe này to quá các bạn ạ. Ôi, gần đây cái túi của mình luôn. Đó, ngầu không các bạn ơi? Rất là ngầu luôn. Đây thì cùng mình đi tìm tiếp. Ui các bạn ơi, đây có một túi xe gì mà xịn thế này các bạn ơi. Túi xe này mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn đấy các bạn ạ. Đây mình xem là xe gì nào. Đây là xe tải chở cát này. Đó, xe bồn trộn bê tông hoa hướng dương này các bạn ơi. Xe múc cát này. Đó, xe cần cẩu cứu hộ này các bạn ơi. Ồ, túi xe này to và nặng quá. Rồi, let's go, let's go, let's go. Bây giờ cùng mình sang bên này để chúng ta mở hai cái túi xe đồ chơi mới này thôi nào. Rồi, xách sang bên này nha. Ten 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 ten. Ở đây thôi các bạn ơi, để đây nhỉ, để đây nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ khám phá túi xe này xem có xe gì nhá. Rồi, mình chích ra luôn nha. Đó. Đầu tiên là một bạn xem cần cẩu múc cát đẹp chưa này. Đó. Bạn xe cần cẩu múc cát nha. Rồi sau đó lại một bạn xe cần cẩu múc cát to hơn này các bạn ơi. Đó. Hay chưa? Một bạn anh ơi, đây là xe tải dọn rác này các bạn ơi, hay chưa? À, đây là xe bồn chở xăng dầu này các bạn ơi. Đó, à, xe bồn chở xăng dầu. Và đây là xe cứu hỏa này các bạn ơi. Đó, nào chúng ta còn xe gì? Đây là xe tải chở rác màu vàng nha, đẹp chưa? Các bạn ơi, rất là nhiều xe đẹp luôn. Rồi, let's go, let's go. Đây, bây giờ mình sẽ mở túi xe này trước nha. Đó, các bạn ơi, nào mở nhanh cho các bạn cùng xem nào. Đó, các bạn chờ mình chút nha. Ok, gần xong rồi. Đó. Oh, let's go, let's go. Ui, cha cha. Các bạn ơi, mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là một bạn xe tải dọn rác nha. Xe môi trường dọn rác các bạn ạ. Ben luôn, có ben luôn. Đó, chiếc xe này to quá. Mở được nắp thùng luôn đấy các bạn ạ. Ui, cái thùng to đùng luôn đấy các bạn ạ. To đùng luôn. Đó, xe tải dọn rác to và đẹp chưa này. Mới này các bạn ạ. Xe này, mình xem xe này có bao nhiêu bánh nha các bạn nha. Đấy, bánh quay tít chưa này. Wow, mình đếm một bánh này, hai bánh này, ba bánh này, bốn bánh này. Ui, xe này chạy bằng bốn bánh luôn đấy các bạn ạ. Ui, hay chưa? Đó, xe tải dọn rác to và đẹp này các bạn ơi, xịn xó nha. Vậy là mình có hai chiếc xe tải dọn rác luôn. Ok, let's go. Đây, bây giờ mình sẽ mở tiếp túi này đây. Đây, túi này có bốn chiếc xe đấy các bạn ạ. Túi này to và đẹp lắm các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn này. Đấy, đây là một bạn xe này là xe tải chở cát các bạn ạ. Ui, ngầu không? Đó, đây là bạn xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, bạn xe máy xúc cát này cũng là xe đợi hình luôn đấy các bạn ạ. Rất là ngầu luôn đó. Bánh quay tí chờ luôn luôn. Đâu rồi. Wow. Nào tiếp tục. Đây là một bạn xe cần cẩu cứu hộ các bạn ạ. Đó, bạn xe cần cẩu cứu hộ nha. Ui luôn luôn. Đó, hay chờ luôn 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 luôn. Pi. Đâu rồi. Wow. Quay nồng nốc luôn. Đó, hay chưa. Ui trời. Nào, pi. Luôn. Bạn xe này rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Ui luôn. Wow, bốc đầu. Rồi, mình giới thiệu các bạn, đây là một bạn xe máy xúc cát nào, chạy luôn, luôn. Đó, động cơ hay chưa? Luôn. Đó, xoay tròn. Nào, tiếp tục đây là một bạn xe tải chở cát các bạn nha. Đó, bạn xe tải chở cát rất là đẹp luôn. Luôn. Đâu rồi. Đó, wow. Rất là hay luôn. Đây là bạn xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đó, bạn xe bồn trộn bê tông nha. Luôn. Đó. Pip. Wow. Đây là bạn. Ok, let's go nào các bạn ơi. Giới thiệu các bạn, đây là ba bạn xe tải con sóc nha.
Đun 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 pip 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 đun 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 pip 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 đun 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 pip 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 pip. Wow, chạy rất là bon luôn đấy các bạn ạ. Rồi mình ở đây nhá. Rồi ok, đầu tiên giới thiệu với các bạn, đây là một bạn xe cần cẩu móc nhá. Đó, một bạn xe cần cẩu móc này chạy bằng bánh đà ấy, các bạn ạ. Đẩy tay nhá. Đun 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 pip 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 pip, xoay tròn xoay tròn xoay tròn, quay đồng lốc luôn này các bạn ạ. Hay chưa, hay chưa nào. Chúng ta còn một bạn xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đó, bạn xe bồn trộn bê tông nhá. Đun 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 đun. Wow wow wow. Đây đây còn một bạn xe này là bạn xe cứu hỏa các bạn nhá. Đó, bạn xe cứu hỏa đấy các bạn ạ. Đun 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 đó. Rồi nét câu, đây là một bạn xe cứu hỏa nhá. Đây là một bạn xe tải chở cát các bạn nhá. Wow, hay chưa? Wow, đây là bạn xe tải chở cát các bạn nhá. Nún 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 nún. Đó. Rồi, tiếp theo là một bạn xe cứu thương này các bạn ơi. Bạn xe này là bạn xe cứu thương rất là đẹp luôn nhá. Đó, nún 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 nún. Và tiếp theo là một bạn xe tải dọn rác này các bạn ơi. Đó, bạn xe tải dọn rác nhá. Nún, động cơ rất là mạnh mẽ luôn. Nún 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 nún. Rồi sau đó là một bạn máy bay trực thăng nhá. Wow, bạn máy bay trực thăng này rất là ngáo luôn. Đó, ôi xoay tròn quay lông lốc luôn đấy các bạn ạ. Đây là một bạn xe này, là bạn xe máy xúc cát này. Đó, hay chưa, hay chưa. Wow, các bạn ơi, sang bên này để khám phá tiếp thôi nào. Đây là một bạn xe tải chở khủng long các bạn nhá, bạn xe tải chở khủng long ấy. Đó, hay chưa, hay chưa. À, đây là một bạn xe này, là bạn xe cảnh sát nhá. Ồ, tiếp theo là một bạn xe tải chở trái cây này các bạn ơi. Đó, bạn xe tải chở trái cây rất là đẹp luôn đó. Hay chưa, wow. Đánh quay tít chưa. Nào, đây là một bạn xe bíp 2 tầng này các bạn ơi. Bạn xe bíp 2 tầng nha. Động cơ rất là mạnh mẽ luôn đấy các bạn ạ. Đây, bạn xe chở các con vật đấy các bạn ơi. Con sư tử và con hổ đấy. Bạn xe tải này, bạn xe cần cẩu móc này. Đó, các bạn ơi, bây giờ cùng mình tìm xe đồ chơi ở trong đống rơm ấy nha. Đó, mình đã tìm thấy chiếc xe gì ngầu này các bạn ơi. Wow, mình đã tìm thấy chiếc xe gì. Ui, wow. Các bạn ơi, bên trong này có xe gì ấy. Wow, một chiếc xe tải khủng long ba sừng. Các bạn ạ, đây là xe tải khủng long ba sừng đấy. Ghê chua. Wow, ngầu không. Đó, đây là một bạn xe tải khủng long ba sừng đấy các bạn ạ. Chở xe đồ chơi luôn. Đó, các bạn thấy ngầu chưa. Đó, nào mình mở xem bên trong có xe gì nhá. Nào, wow, ở bên trong có một chiếc ô tô này. Ôi, ô tô màu, ô tô cảnh sát này các bạn ơi, đẹp chưa này. Pip 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 pip. Wow, wow, đây là một chiếc ô tô nữa này các bạn ơi, màu trắng đẹp chưa này. Đó, pip 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 pip. Wow, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, wow, mình chạy thử luôn chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát này nào. Wow, đây còn robot chân bạch tuộc nhảy múa này các bạn ơi. Đây là robot chân bạch tuộc nhảy múa rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, ngầu chưa. Đó, mình xoay một vòng, mình bật lên cho các bạn xem. Wow, đèn sáng thế này. Wow, các bạn thấy robot chân bạch tuộc này thế nào, rất là ngầu luôn nha. Đó, hay chưa, hay chưa. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, robot chân bạch tuộc nhảy múa đấy các bạn ạ. Rất là hay và đẳng cấp luôn đấy các bạn ơi. Đó, mình tắt đi nha. Net go nào, bây giờ chúng ta sẽ tìm tiếp vào trong cái đống rơm này còn xe đồ chơi gì nữa không các bạn ơi. Wow, mình đã nhìn thấy khủng long này. Đó, ui, trong này còn rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Đây là con khủng long ba đầu ý, ngầu chưa các bạn ơi. Đó, khủng long ba đầu. Ui, wow, các bạn ơi, khủng long ba đầu luôn, đầu rồng luôn đấy các bạn ạ, ngầu không. Wow, mắt này, răng ghê chưa này các bạn ơi. Khủng long ghê, wow, ui trời, ui trời, ui trời, ui trời. Khủng long, wow, khủng long ơi, wow. Khủng long ơi, khủng long đang làm gì vậy khủng long ơi. Ok nào, giới thiệu với các bạn, đây là một con khủng long ăn cỏ nha. Khủng long có sừng luôn, ăn cỏ luôn. Khủng long này bằng cao su ấy các bạn ạ. Đó, ngầu chưa. Wow, 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 wow. Hay chưa các bạn ơi. Rồi, mình giới thiệu với các bạn tiếp tục, ở bên trong này còn xe gì không nào. Wow, bên trong này còn rất là nhiều xe này các bạn ơi. Đó, đây là một bạn xe máy xúc này. Đó, một bạn xe máy xúc cảnh sát luôn. Bạn xe này đẹp quá các bạn ạ. Đó, múc từ nào, múc từ nào.
Bạn xe này to và xịn nhá, múc nào múc nào. Wow, bạn xe này thì có hai cái còi luôn các bạn ạ. Wow, bạn xe này to quá, bánh quay tít quá này các bạn ơi. Đó, hay chưa? Đó, bây giờ mình chạy thử luôn cho các bạn cùng xem nha. Chạy đi tìm xe Netgo, Netgo các bạn ơi. Bây giờ cùng mình mở mấy cái chiếc xe này xem có xe gì xịn không nha. Có rất là nhiều xe tải này. Đó, xe tải chở một thùng khủng long luôn này các bạn ơi. Hay chưa? Đây, thùng khủng long có một quả trứng khủng long. À, có cả xe tải này. Đó, chiếc xe tải chở khủng long rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Hay chưa? Đó, bây giờ mình sẽ cho chiếc thùng lên xe tải thôi. Đó, các bạn thấy hay chưa? Chở một con khủng long và một quả trứng nha. Wow, đây là xe tải chở máy bay trực thăng này các bạn ơi. Đó, xe tải chở máy bay trực thăng đẹp chưa này các bạn ơi. Đó, hay chưa? Đây, máy bay trực thăng đây các bạn ơi, ngầu không? Đó, máy bay trực thăng cảnh sát đấy các bạn ạ. Rất là hay luôn. Đó, các bạn thấy hay chưa? Wow, bên này chúng ta còn một chiếc xe tải này. Wow, chở trái cây này các bạn ơi. Ở bên trong còn chở quả chuối, quả nho này. Đó, xe tải chở trái cây này rất là đẹp luôn đấy. Đó, pip 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 pip. Đó, pip 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 pip. Wow, các bạn ơi, đây còn một bạn xe tải cảnh sát chở xe xúc lật này. Đây là xe tải cảnh sát đấy, rất là đẹp luôn. Đó, đó. Wow, đây còn một bạn xe tải chở một bạn xe xúc lật màu hồng này các bạn ơi. Đó, đẹp chưa này, đẹp chưa, xe tải rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, mới chưa này, pip 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 pip. Wow, chạy bon quá các bạn ạ. Nào, chúng ta còn xe xúc lật này các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Netgo, bây giờ mời các bạn chơi với chiếc xe máy xúc cát này với mình nhá. Một bạn xe máy xúc cát body rất đẹp luôn. Đó, to đẹp chưa này. Có mắt, có miệng luôn, có lông mày luôn. Bạn xe này rất là to luôn các bạn ạ. Ồ, Netgo nào. Bây giờ mình chạy thử luôn cho các bạn cùng xem nhá. Pip 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 pip. Wow. Đây, các bạn ơi, đây còn một bạn xe máy xúc cát màu vàng to chưa này. Đó, múc từ nào, múc từ nào. Bạn xe này siêu to khổng lồ luôn. To chưa này. Bạn xe cần cẩu múc cát này thì rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, bây giờ mình chạy thử luôn nha. Pip 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 pip. Wow, đây là một bạn xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Bạn xe bồn trộn bê tông rất là to và đẹp luôn. Bồn quay rất là con. Đó, mình chạy thử luôn bạn xe bồn đấy nha. Pip pip pip. Đó, động cơ mà nó cho pip 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 pip. Wow, đây còn một bạn xe bồn trộn bê tông poly này các bạn ơi. Đó, bồn quay rất là tít này. Đó, đây là bạn xe bồn trộn bê tông poly các bạn ạ. Đó, mình chạy thử luôn nha. Luôn pip 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 pip. Đó, các bạn ơi, đây là một bạn xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ. Đấy, bạn xe này thì rất là to luôn. Đó, hay chưa, pip pip pip. Wow, đây các bạn ơi, đây là một bạn xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, bạn xe này rất là to luôn. Đó, pip 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 pip. Đun, có cả vòi chút bê tông luôn đấy các bạn ơi. Hay chưa, có cả 4 ít còi luôn. Bạn xe này siêu to khổng lồ nha. Đây có một bạn này, bạn xe tải chở hai siêu nhân người sắt luôn đấy các bạn ạ. Đây là siêu nhân người sắt này các bạn ơi. Đó, siêu nhân người sắt đấy các bạn ạ. Đó, rất là ngầu luôn. Đây là siêu nhân người nhện này các bạn ơi. Đây là siêu nhân người nhện nha. Đó, hay chưa, siêu nhân người nhện có cả bánh xe luôn, biến hình thành ô tô đấy các bạn ạ. Đây là robot này. Đó, robot nha, robot màu đen đấy các bạn ạ. Wow, đây là phi thuyền này. Wow, trên này còn một bạn xe cần cẩu múc cát đẹp chưa này các bạn ơi. Đó, bạn xe này to, múc từ nào, múc từ nào. Wow, đây là một bạn xe cần cẩu múc cát cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Múc từ nào, múc từ nào. Wow, hay chưa, hay chưa. Đây có một bạn xe cần cẩu múc cát rất là xịn sò nữa này các bạn ơi. Đó, nhiều xe đẹp quá các bạn ạ. Wow, hay chưa, rất là ngầu luôn. Pip 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 pip. Wow, đây còn một bạn xe bồn trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Đó, bạn xe này thì rất là đẹp luôn. Đó, hay chưa, bồn có hai còi luôn này các bạn ơi. Bạn xe này có hai còi luôn. Đây là bạn xe bồn trộn bê tông poly. À, một bạn xe bồn trộn bê tông poly này các bạn ơi. Nhiều xe quá. Wow, trên này còn một bạn xe cần cẩu múc cát cảnh sát luôn. Đó, bạn xe này to nhá. Bạn xe này cũng rất là đẹp này. Bạn xe này cũng là bạn xe cần cẩu múc cát luôn, có hai còi luôn đấy các bạn ơi. Hay chưa, hay chưa. Đó,
bạn xe này đẹp quá. Đây là bạn xe cần cẩu to này các bạn ơi, 3696 luôn. Đó, bạn xe cần cẩu cứu hộ đây các bạn ạ, to và khổng lồ luôn. Và đây tiếp tục, đây là một bạn xe cần cẩu nữa này các bạn ơi. Bạn xe này rất là to và đẹp luôn đấy các bạn ơi, to chưa. Bạn xe này kéo được cần dài đấy các bạn ạ. Đây có một bạn xe cần cẩu móc poly siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Đó, bạn xe cần cẩu này to và đẹp lắm các bạn ạ. Đó, này chưa. Đó, bạn xe này to quá này, rút được cần dài này các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ cẩu lên cho bạn xem. Đó, lên cao nào. Đó, mình đang cẩu một bạn xe máy xúc lên cao luôn đấy các bạn ạ. Hay chưa, hay chưa. Đó, ngầu không các bạn ơi. Đó. Rồi, let's go. Bây giờ mình sẽ chọn một chiếc xe xịn để chơi đây các bạn ơi. À, nhiều xe đẹp quá này các bạn ơi. Đầu tiên là một bạn xe cứu hỏa này. Đó, một bạn xe cứu hỏa rất là đẹp luôn. Pi 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 xoay tròn luôn. Đó, hay chưa. Đó, rất là nhiều xe. Đây là một bạn xe cứu thương này các bạn ơi. Bạn xe cứu thương rất đẹp luôn nha. Hay chưa. Pi 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 pi. Wow. Đây là một bạn ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, một bạn ô tô cảnh sát nha, rất đẹp luôn. Và đây là một bạn xe ô tô này các bạn ơi. Bạn xe ô tô này đẹp quá này. Đó, pi 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 pi. Wow. Các bạn ơi, đây là bạn xe cứu hỏa này. Đó, một bạn xe cứu hỏa nha. Đây là xe bạn xe bồn chỗ bê tông to khổng lồ luôn. Bạn xe cần cẩu móc poly này. Đó, nhiều bạn xe lắm. Và đây là bạn xe trộn bê tông nhá. Đó, bạn xe buồn trộn bê tông đấy. Bạn xe tải chở cát nè, đó. Bạn xe tải chở cát đấy, rất là đẹp luôn. Đó, hay chưa. Là, xe tải chở cát này biến hình luôn. Đó, biến hình thành siêu nhân luôn đấy các bạn ạ. Hay chưa. Đây là bạn này, là bạn xe cần cẩu móc này. Đó, một bạn xe cần cẩu móc đó các bạn. Ồ, hay chưa. Bạn xe cần cẩu móc này rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Hay chưa. Đó, chạy thử luôn nào. Pip pip pip. Đó, bạn xe cần cẩu. Vừa đi mình đã phát hiện ra ở đây có rất là nhiều xe cần cẩu, xe bồn này, máy xúc cát kìa, có cả xe tải kìa các bạn ơi. Có cả xe trộn bê tông đấy các bạn ạ. Nào bây giờ cùng mình khám phá xem nào. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đấy, máy xúc cát này, xe ben chở đất này, ui xe cần cẩu này các bạn, máy xúc cát này, wow xe địa hình này, xe trộn bê tông này, xe trộn bê tông này các bạn, máy xúc cát này, ui toàn là xe đồ chơi điều khiển xịn sò đấy các bạn ạ. Nào bây giờ cùng mình khám phá nha. Đấy các bạn thấy nhiều xe đồ chơi chưa nào. Đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu móc này, xe cần cẩu móc xịn sò đấy các bạn ạ. Pip 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 pip. Nùi nùi nùi. Pip 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 pip. Nùi nùi, tiến nùi, tiến nùi. Đây là một chiếc xe điều khiển từ xa, xịn sò quá các bạn ơi. Một chiếc xe điều khiển từ xa đẹp quá các bạn ạ. Wow, hay chưa? Đây nữa nha. Đây có một chiếc xe điều khiển nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe điều khiển từ xa xịn sò luôn. Pip 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 pip. Xoay 360 độ các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô địa hình điều khiển từ xa xoay 360 độ này các bạn ơi. Ui đẳng cấp chưa? Ui xịn sò chưa các bạn ơi? Đó, một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa phải nói là quá là xịn đấy các bạn ạ. Ui đẹp quá các bạn ơi. Ồ, các bạn có thích chiếc xe này không nào? Wow, đẹp quá các bạn ơi, xoay 360 độ luôn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô địa hình điều khiển từ xa nhá. Đấy các bạn ơi, mình tắt đi nào. Đây có một chiếc xe trộn bê tông màu đỏ này. Đấy, đây là một chiếc xe máy xúc cát địa hình điều khiển từ xa xịn sò đấy các bạn ạ. Đấy, chạy bằng 4 bánh luôn nha. Chiếc xe này là 360 độ xịn sò luôn. Các bạn có thích không? Mình rất là thích chiếc xe đấy. Đây bây giờ mình tắt đi nha. Nào cùng mình khám phá tiếp nào. Đây là xe trộn bê tông có cái bồn màu đỏ, cũng là xe bồn trộn bê tông điều khiển. Đi các bạn thấy hay chưa? Đây là xe máy xúc cát đẹp quá này các bạn ơi. Xe cần cẩu móc này. Đây là xe cần cẩu móc nha. Ôi. Đấy xịn quá các bạn ạ. Ôi, đây bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe này mình cẩu máy xúc cát lên cao luôn này. Lên cao, lên cao. Wow. Hay chưa? Bây giờ mình chạy thử luôn nha. Pi 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 pi. Ây, cái điều khiển của chiếc xe. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi. Đây là máy xúc cát nha. Đấy, các bạn thấy không? Xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. À, đây là xe cẩu chuyên đi xúc cát xịn sò nha. Wow, đây là xe cẩu xúc cát đây này các bạn ơi. Xe cẩu xúc cát. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở đất nha. Đây là máy xúc cát này. Đây là xe tải ben chuyên đi chở đất xịn sò đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa? Các bạn thấy đẹp chưa?
Đấy, đây là xe trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Xe trộn bê tông đẹp, chơi trò chơi tìm xe đồ chơi nào. 1, 2, 3, wow, toàn là xe đồ chơi xịn thôi các bạn ạ. Đây mình xem có những chiếc xe gì đây nào. Đây là một chiếc xe tải địa hình bồn trộn bê tông xịn sò này. Đây là xe bồn trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, các bạn thấy chiếc xe bồn trộn bê tông này có xịn sò không nào? Đẹp quá. Nào, đây giới thiệu với các bạn, đây có một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe chở rác xịn sò nhá. Một chiếc xe chở rác đẹp quá các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Đây là một chiếc xe chở rác đẹp nhờ các bạn nhờ. Nào, bây giờ cùng mình tìm xe đồ chơi tiếp ở cái giỏ này nào. Ui, các bạn ơi, ở cái giỏ này có rất là nhiều xe đồ chơi luôn nhá. Đây rồi, mình phát hiện ra đây có xe cẩu trên đi xúc cát này. Xe cần cẩu trên đi xúc cát đẹp quá các bạn ạ. Ui, múc nào. Wow, hay chưa? Các bạn ạ, đây là máy xúc. Đây là máy xúc kìa. Đây là xe cẩu múc cát này các bạn. Xe cẩu múc cát này. Ồ, xe cẩu múc cát rất là đẹp, rất là nhiều xe máy xúc cát rất là xịn luôn đấy các bạn ơi. Đấy, xe cần cẩu màu xanh này. Đây, xe tải ben Boli này. Xe tải ben cảnh sát này. Nào, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe tải ben này mình chạy thử luôn nha. Nào. Xe tải chở trái cây luôn, chở quả sung luôn. Nào, bây giờ mình cho quả sung vào để mình chạy đi nào. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải ben này. Ồ, đây là xe cần cẩu móc nha. Bây giờ mình dùng chiếc xe cần cẩu móc này mình cẩu máy xúc cát lên nào. Bây giờ mình sẽ chọn ra một chiếc xe máy xúc cát để mình cẩu lên cao nhá. Đấy, lên cao luôn này các bạn ơi. Lên đỉnh ngọn cây luôn nhá. Đó, lên đỉnh ngọn cây luôn nhá. Ui, hay chưa? Các bạn thấy hay chưa? Wow. Nào, bây giờ mình chạy thử luôn nhá. Nào, ui, ở đây có xe cứu hỏa chữa cháy nhá. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Nào, tiếp theo là một chiếc xe dọn rác này. Đây là một chiếc xe môi trường dọn rác rất là xịn này các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc nhá. Ui, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Ồ, đây có cả xe tải nha. Xe tải chở robot như người sắt này. Xe tải chở xe cần cẩu nha. Đây, xe tải chở ô tô này các bạn. Xe tải chở xe tăng này. Xe tải chở ô tô này. Ô, xe tải chở xe bíp này. Đó, xe tải chở xe mui trần này. Xe tải chở ô tô 95 này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Xe tải chở ô tô 95 rất là xịn này. Đấy. Ui. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe 95 rất là đẹp nha. Wow, đây có một chiếc xe môi trường dọn rác rất là xịn sò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe môi trường dọn rác rất là đẹp luôn nha. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ô, hay chưa. Đây là một chiếc xe dọn rác nha. Ui, đó, có một chiếc xe tải chở ô tô này. Đây là xe tải chở ô tô rất là xịn sò này các bạn ơi. Wow. Pip 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 pip. Các bạn ơi, hôm nay dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi nha. Mình có một cái sọt màu xanh. Bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi này các bạn ơi. Ui, vừa đi mình đã phát hiện ra một chiếc xe bồn trộn bê tông, một chiếc xe cần cẩu múc cát. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông các bạn nhá. Xe này rất là to, rất là khỏe. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông rất là xịn luôn. Các bạn có thích chiếc xe bồn này không? Ui, bây giờ mình phải cho luôn chiếc xe này vào cái sọt của mình. Đấy các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe cẩu múc cát này. Chiếc xe này là xe cần cẩu chuyên đi múc cát, múc đất, múc vật liệu xây dựng các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe máy xúc đẹp lắm các bạn ạ. Đấy, chạy bằng 6 bánh nha. Chiếc xe này động cơ rất là mạnh luôn. Các bạn nghe tiếng động cơ có ngầu lắm. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa. Wow, một chiếc xe máy xúc cát xịn sò đẳng cấp quá các bạn ạ. Ui, các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình lại khám phá tiếp nào. Ui, một chiếc xe máy xúc. Hai, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Wow, một, múc nào. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Wow, một chiếc xe máy xúc xịn sò luôn. Nào, lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát này. Múc nào. Wow, hay chưa? Các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc nữa này. Đấy, một chiếc xe máy xúc xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một con gì ấy. Ây, một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe máy xúc màu vàng gói cần rất là dài. Dài như thế múc được, các bạn ạ, múc được cả bùn ở dưới ao luôn. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát cần dài, rất là dài, màu vàng. Đấy, các bạn ơi, ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc nữa này. Ui, hôm nay mình tìm được nhiều xe máy xúc xịn sò quá các bạn ạ. Các bạn có thích không nào? Mình rất là thích luôn. Nào, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì đây. Đây là một chiếc xe xúc nật này các bạn ơi.
màu vàng nhá, đây là xe ủi cát đấy các bạn ạ, ủi đất này đấy, xe xúc nật nhá, xe ủi đấy. À đây mình lại tìm thấy một chiếc xe ủi nữa các bạn ạ, hôm nay mình tìm được nhiều xe ủi quá. Ui đẹp quá các bạn ơi, xịn quá, wow các bạn thấy không nào. Ui ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe ô tô này, Lamborghini này đấy, một chiếc xe ô tô Lamborghini đấy các bạn ơi, quá là xịn luôn. Đây mình lại tìm thấy một chiếc máy bay trực thăng này, đây là máy bay trực thăng đấy các bạn ạ, wow các bạn thấy hay không nào. Ui các bạn ơi, ở bên này mình tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi nữa này, đây là một chiếc xe cặp gỗ này, đây là một chiếc xe cặp gỗ các bạn ạ, đấy một chiếc xe cặp gỗ rất là xịn luôn, các bạn thấy đẹp chưa nào, wow hay chưa hay chưa. Rồi các bạn ơi bây giờ mình đi tìm tiếp. Ui các bạn ơi, ở bên này mình lại tìm thấy một chiếc xe đây là xe cứu thương này, đó đây là một chiếc xe lửa các bạn ạ, đây là một chiếc xe lửa đấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi, đó một chiếc xe lửa, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông các bạn ạ, một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông đấy, wow chiếc xe này đẹp quá, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Ui các bạn thấy đẹp chưa nào, wow. Các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe Lamborghini này. Ai, một chiếc xe ô tô xịn sò đẳng cấp luôn. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe Bíp này. Đó, một chiếc xe Bíp xịn sò quá các bạn ơi. Ui, đẳng cấp luôn, xịn sò quá. Đó, các bạn ơi, mình tìm được nhiều xe đồ chơi và bây giờ đi vào trong vườn thì mình tiếp thôi. Đây, các bạn ơi, ở đây có một thế giới xe cần cẩu, xe bồn trộn bê tông, máy xúc cát, xe chở rác này, xe cứu hỏa thang chữa cháy này. Đây đầu tiên giới thiệu với các bạn, đầu tiên là một chiếc xe cứu hỏa thang chữa cháy nha. Cái thang rất là dài, dài như thế này mới chữa được cháy ở trên tầng 2, tầng 3 các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa thang chữa cháy có 4 chân trống luôn. Các bạn thấy xịn sò đẳng cấp chưa nào? Wow, bây giờ mình chạy được là pi. Ui các bạn ơi. Ở bên này mình còn phát hiện ra đây là một chiếc xe tải chở ô tô nha. Đấy, một chiếc xe tải chở ô tô tốc độ đỉnh cao luôn. Ui các bạn thấy ngầu chưa, ngầu chưa, ui động cơ rất là mạnh luôn. Đó hay quá các bạn ạ. Pi, xe không phanh, xe không phanh. Pi. Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác các bạn ạ. Chiếc xe này chuyên đi cẩu rác và chở rác. To như này mới cẩu được nhiều rác và chở được nhiều rác đấy các bạn ạ. Đây là xe vận tải vận cẩu các bạn nhá. Đây bây giờ mình chạy thử luôn, tốc độ có đỉnh cao nhá. Các bạn ơi, chiếc xe này xịn sò quá, động cơ rất là mạnh luôn. Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe máy xúc cát nữa này. Đây là xe cần cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chiếc xe này xịn sò chưa? Wow, hay chưa hay chưa? Đó, các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào? Quá là ngầu luôn nha, một chiếc xe máy xúc cát quá là xịn sò đẳng cấp luôn. Wow, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ạ. Ui, ui các bạn ơi, ở đây mình có phát hiện ra một chiếc xe bồn chở bê tông nha. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông này các bạn ơi. Đó, xoay được cả bồn và lắp cái này để kín vào nhà đó. Các bạn thấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa, đẳng cấp chưa? Ui, một chiếc xe bồn chở bê tông đẹp quá các bạn ơi. Quá là xịn sò, là xịn sò đẳng cấp luôn. Rồi, đây có một chiếc xe cần cầu móc nha. Đây là một chiếc xe cần cầu móc có số 51 này các bạn ơi. Ui, có cái móc này, hạ là cả cần luôn. Đó, một chiếc xe cần cầu móc xịn sò quá. Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đó, các bạn nghe tiếng động cơ có đến mạnh mẽ không, có ngầu không? Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu. To như này mới chở được nhiều xăng dầu đấy các bạn ạ. Đó, có thể chở được cả nước nha. Đây là xe bồn đấy các bạn ơi. Một chiếc xe bồn to đẹp quá. Động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. Pi. Ui, các bạn nghe tiếng động cơ có mạnh không nào? Ui, các bạn ơi, ở đây mình lại còn phát hiện ra một chiếc xe ben chuyên đi chở đất này. Đấy, một chiếc xe ben này là xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Các bạn nghe tiếng có chiếc xe ben này có xịn không nào? Mình rất là thích chiếc xe ben này luôn. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Wow, hay quá. Đẳng cấp quá. Rồi các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy. Ui, các bạn thấy có chiếc xe bồn này có xịn không nào? Có xẻng xúc bê tông này, có vòi chút bê tông này. Wow, các bạn thấy cái chiếc xe này có ngầu không? Đó, xịn sò chưa? Ui, đẳng cấp chưa? Wow,
đây là xe vận tải vận cẩu nè, xe vận tải vận cẩu đó, chở xe xúc nặt đấy các bạn ạ. Ui xịn xò chưa, đẳng cấp chưa. Đây là xe xúc nặt này, có một chiếc xe xúc nặt đẹp quá. Đây là xe vận tải vận cẩu cứu ô tô máy xúc đấy các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa. Đây là một chiếc xe này là xe môi trường chuyên đi chở rác đấy các bạn ạ. Có một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác rất là xịn này các bạn ơi. Ui các bạn ấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa. Wow, hay chưa các bạn ấy, ngầu chưa. Đây ở bên trong có thùng rác này, có thùng rác này. Đó xịn xò chưa. Ui đẳng cấp chưa. Bip bip bip. Đây có một chiếc xe ben chở đất này. Đó xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Đó đấy, xe ben xịn quá. Đó đẳng cấp quá các bạn ơi. Ui đây, đây là xe tải chở ô tô này. Đó xe tải chở ô tô. Đây là xe cần cầu móc này các bạn ơi. Đấy một chiếc xe cần cầu móc đấy các bạn ạ. Bây giờ xe này có sẽ cầu một chiếc xe lưng hàng lên cho bạn xem nhá. Đây mình cầu xe lưng hàng đây, móc chưa rồi, móc chưa, móc chưa, móc chưa. Bây giờ mình phải móc lại thôi. Các bạn ơi, mình móc lại này, mình móc cầu lên cao này. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Ngầu và đẳng cấp chưa? Ui, hay chưa, hay chưa? Wow. Đó, đấy, các bạn thấy hay chưa? Ui, ngầu chưa nào? Win 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 win. Win đó, các bạn ơi. Ui 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 ui, mình tìm thấy một chiếc xe tăng và một chiếc ô tô này. Đây là một chiếc xe bán tải nha, một chiếc xe bán tải đấy. Một chiếc xe ô tô bán tải đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Wow, hay chưa? Đó, xịn xò chưa? Ôi, mình để đấy nha. Nào lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe tăng ấy, một chiếc xe tăng quân sự đấy. Tăng 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 tăng. Đó, đẳng cấp chưa? Ui, ngầu chưa? Nào các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nào. Nào, mình đi tìm tiếp nào các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe cặp gỗ này. Đây là một chiếc xe cặp gỗ nha. Wow, một chiếc xe cặp gỗ màu vàng các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cặp gỗ màu vàng đẹp quá. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh để đón nhận video mới nhất từ kênh của mình. Xin chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn. Mình vẫn còn tìm một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Ôi, xe bíp nha. Rồi chào các bạn nha. Bye bye. Đi thôi. Ten ten ten. Ui các bạn ơi, vừa đi mình đã phát hiện ra ở đây có một ổ xe đồ chơi này. Đây là những chiếc xe gì các bạn có biết không? Wow, có rất là nhiều xe tăng cần cầu này. Đây là một chiếc xe gì đấy các bạn? Đây là một chiếc xe tăng này các bạn ơi. Một chiếc xe tăng quân sự nhá. À, bây giờ mình lại tìm tiếp. Đây rồi, mình phát hiện ra một chiếc xe ô tô. Một chiếc xe ô tô cảnh sát chuyên đi tuần tra nhá. Đẹp quá các bạn ơi. Nào, bây giờ mình lại tìm tiếp nào. Ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini các bạn ạ. À, đẹp quá. Các bạn ơi, mình tìm tiếp nào. Ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe cẩu múc cát màu xanh nha. Đẹp quá các bạn ơi. À, một chiếc xe máy xúc cát. Là mình để vào đây nhá. Nào các bạn ơi, đây mình lại tìm thấy một chiếc xe cẩu múc cát màu vàng. Một xe cần cẩu múc đá múc sỏi luôn. Đây là một chiếc xe máy xúc cát màu vàng đây các bạn ạ. Đẹp quá. Đây các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy chiếc xe gì nữa không? Cùng mình đi tìm tiếp đi. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy chiếc xe gì không? Phô mình nha. À, bây giờ mình lại tìm tiếp nào. À, ở đây mình phát hiện ra có một ổ xe đồ chơi nữa này. Đây là ổ xe đồ chơi gì nào? Ui, đây là một chiếc xe bán tải nha. Một chiếc xe ô tô bán tải này. Đẹp quá các bạn ơi. À, bây giờ để cùng mình tìm tiếp nào. Mình tìm xem còn xe gì nữa không. Wow, đây là một chiếc xe tăng quân sự này các bạn ơi. Một chiếc xe tăng quân sự nha. À, đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini này các bạn ơi. Một chiếc xe ô tô Lamborghini. Wow, ở đây mình còn tìm thấy chiếc xe này là một chiếc xe bíp này. Một chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học đấy. Các bạn sắp đi học chưa? Một chiếc xe bíp nha. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Nào, bây giờ cùng mình đi tìm tiếp nào. Các bạn ơi, các bạn thấy chiếc xe gì đẹp không? Phô mình nha. Nào, bây giờ mình tìm tiếp nào. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe lửa này. Đây là một chiếc xe lửa chở con rùa, con cá biển nha các bạn nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, nào bây giờ cùng mình đi tìm tiếp nào.
Các bạn ơi, các bạn thấy chiếc xe gì đẹp không phụ mình nha. Ở đây mình còn tìm thấy rất là nhiều đồ chơi nữa này. Đây rồi, ở đây mình còn phát hiện ra một ổ xe đồ chơi nữa này. Các bạn ơi, đây rồi, mình tìm thấy chiếc xe gì đây. Các bạn ơi, các bạn biết đây là xe gì không? Wow, một chiếc xe cẩu múc cát đẹp quá các bạn ơi. Một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn. Quá là mới các bạn ạ. Chiếc xe này rất là đẹp màu vàng nha. À, mình tìm thấy bao nhiêu xe đồ chơi đẹp ấy các bạn ạ. Đây rồi, mình đã tìm thấy một chiếc xe này là một chiếc xe lửa nha. Một chiếc xe lửa này đẹp quá. Xe lửa chở khủng long này. Wow, chiếc xe lửa này rất là đẹp luôn. Quá là xịn luôn ấy các bạn ơi. Wow. Nào, bây giờ cùng mình tìm tiếp nào. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao, nhanh như tia chớp này các bạn ơi. Một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao luôn. Nào, bây giờ cùng mình tìm tiếp nào. À, nặng rất là nặng rồi. À, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một ổ xe đồ chơi nữa này. Không biết đây là những chiếc xe gì nào. Wow, ở đây mình phát hiện ra có rất là nhiều xe đồ chơi nha. Máy bay trực thăng bay lên bầu trời cao các bạn ơi. Rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, mình lại còn tìm thấy một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là người nhận lái xe cần cầu múc cát này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe này không? Đẹp được các bạn nhờ. Wow, có đèn, có âm thanh và ánh sáng. Rất là đẹp luôn. Đó, người nhận lái xe cần cầu múc cát các bạn. Đấy, đẹp chưa? Các bạn thấy hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi chưa? Để mang về để chơi nhá. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe ủi đất này. Đây là một chiếc xe chuyên đi ủi đất nhà, xe máy xúc đất đấy. Đẹp quá. Các bạn ơi, đây có một chiếc xe cân cầu xúc cát xịn xò đây các bạn ạ. Đây là một chiếc xe máy xúc này. Wow, mình còn tìm thấy một chiếc xe ủi đất này. Đây là xe ủi đất này, màu xanh này, có cà lê và màu đấy có cái búa này. Đấy, các bạn ơi, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi đẹp quá. Còn chiếc xe máy xúc này, đấy, xe cần cầu múc cát này, đấy, đẹp quá các bạn ạ. Nào, bây giờ cùng mình đi vào đống cát để xúc cát để tìm những chiếc xe đồ chơi xịn xò hơn đi. Đây mình phát hiện ra có máy trộn vữa siêu to, siêu khổng lồ các bạn ạ. Đấy, máy trộn vữa siêu to, siêu khổng lồ nha. À, máy trộn bê tông to thế. Đây nữa nha, bây giờ mình sẽ bới cát để tìm những chiếc xe đồ chơi bị chôn vùi dưới đống cát này. Cái xẻng xúc cát này. Đấy, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bới cát. Đây là cái bay dao xây để xúc cát này. Đây rồi, mình bới được chiếc xe gì đấy rất là to này. Đây nha, đây này, đây. Đây rồi, mình tìm được chiếc xe gì này các bạn ơi. Đây là chiếc xe gì nào, rất là to luôn. Nào, cứ từ từ mình sẽ tìm thấy cho các bạn xem. Đây rồi, một chiếc xe ủi đất rất là đẹp này. À, một chiếc xe trộn bê tông siêu to và khổng lồ các bạn ạ. Một chiếc xe trộn bê tông siêu to luôn. Siêu khổng lồ luôn các bạn ạ. Rất là to luôn. Siêu bự luôn nha. À, chiếc xe này rất là to luôn. Wow, một chiếc xe trộn bê tông rất là to. Wow. Đây nữa rồi, mình sẽ bới tiếp để tìm tiếp đi. Đây rồi, mình lại tìm thấy chiếc xe dưới đó này. Đấy, mình bới rộng cát ra để tìm xe đồ chơi ở dưới đống cát đấy các bạn ơi. Đấy, mình bới rộng ra để tìm nha. Đấy các bạn ơi, mình tìm thấy một chiếc xe nữa. Đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là mới này các bạn ơi. Một chiếc xe trộn bê tông quá là xịn luôn. Đấy, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông nha. Xoay được cả bồn cho đều bê tông, bên trong có vòi chút bê tông đấy các bạn ơi. Đẹp quá. Nào, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm tiếp xem còn những chiếc xe gì không để chơi thôi. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này. Đây nha, chiếc xe này rất là to. Đây là một chiếc xe máy xúc cát màu đỏ chót này. Các bạn có thích chiếc xe này không? Các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là đẹp luôn. Wow, múc cát nào. Wow, chiếc xe này rất là mới và đẹp đấy các bạn ơi. Mình rất là thích chiếc xe này luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Thôi mình ở đây nha.
Wow, nào bây giờ cùng mình bới tiếp nào. Mình bới tiếp xem tìm được xe gì nữa không nhá. Nào, wow, các bạn ơi, mình lại tìm thấy chiếc xe gì nữa này. Ai chà, rất là nhiều xe đấy các bạn ạ. À, đấy, còn rất là nhiều xe ở dưới này này. Nào, wow, một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát này. Ồ, các bạn thấy chiếc xe này đẹp, hãy comment dưới bình luận cho mình biết nha. Rồi, xin chào các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ mang những chiếc xe này về để rửa để chơi đây. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh và bấm nút đăng ký kênh nha. Bye bye các bạn nha. Các bạn nha, hôm nay cùng mình đi tìm xe đồ chơi với mình nha. Ui, các bạn ơi, wow, ở đây có nhiều xe đồ chơi đẹp chưa này. Ui, toàn là ô tô đẹp đấy các bạn ơi. Có cả xe tải kìa. Mình đếm, bây giờ mình đếm sẽ có bao nhiêu chiếc xe ô tô to các bạn nha. Một chiếc xe ô tô này, hai chiếc xe ô tô này, ba chiếc này, wow, bốn chiếc xe ô tô luôn, năm chiếc xe này, wow, sáu chiếc xe ô tô này các bạn ơi, bảy chiếc xe ô tô này, wow, tám chiếc xe ô tô này, chín chiếc xe ô tô, 10 chiếc luôn, wow. Vậy là chúng ta có 10 chiếc ô tô to các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát màu cam rất là đẹp này các bạn ơi. Nún 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 nún, chiếc xe động cơ rất là mạnh luôn. Nún 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 nún, các bạn nghe thấy động cơ ngầu không? Chiếc xe này rất là ngầu luôn. Nún nún nún, quá các bạn ạ, nhiều xe đẹp lắm các bạn ơi. Đây mình chạy luôn chiếc xe đầu khủng long bạo chúa này luôn. Nún 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 nún, wow, hay lắm các bạn ơi. Đây mình giới thiệu các bạn là một chiếc xe tải đen đầu khủng long bạo chúa cũng rất là to đẹp này các bạn ơi. Nào chạy đúng đúng luôn luôn đó, động cơ wow, chiếc xe cần cáu cái bị rơi cần đấy các bạn ơi, mình phải ra mình lắp ráp lại cần thôi đó. Ui trời, chạy làm sao mà rơi cả cần này, mình phải lắp ráp lại thôi các bạn ơi đó, lắp ráp. Ui trời, được rồi các bạn ơi, let's go let's go let's go. Ui ngầu không đó, ui trời, ui mấy chiếc xe này to quá các bạn ạ. Rồi ok, rồi tiếp tục, đây là một chiếc xe cần cáu múc cát đầu khủng long ba sừng các bạn ạ. Chiếc xe này to nhá, đẹp nhá, màu xanh ấy, đẹp lắm coi rồi. Nún 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 nún, wow, hay quá các bạn ạ. Đây là xe tải chở một con khủng long này các bạn ơi, hay chưa. Rồi chạy thử luôn cho các bạn cùng xem nhá, phần động cơ có mạnh mẽ không. Nún 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 nún, cũng rất là bon. Rồi đây là một chiếc xe bồn chữ bê tông poly cũng rất là đẹp này các bạn ơi, chiếc xe này cũng rất là đẹp nhá. Chiếc xe này bồn quay, ui lắp lại cái bồn rồi, lắp lại cái bồn các bạn ơi. Đó, năm lại bồn để xoay này. Ui, xoay tít chưa, ui, hay chưa các bạn ơi, ngầu quá. Đó, các bạn thấy hay vô, ui, ngầu không, ui, bồn tới tít không các bạn ơi, hay quá các bạn ạ. Tải chở xe bồn kìa các bạn ơi, ngầu không, ui. Rồi, đây là khủng long để trứng các bạn ạ, ui, khủng long chim đây, chim để bán ấy. Đây là xe tải chở khủng long này đó, wow, rất là nhiều xe đẳng cấp luôn. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông con sóc các bạn ạ, đó. Nún 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 nún. Rồi tiếp tục thôi, đây là một chiếc xe cần cẩu con sóc đội mũ đeo kính này các bạn ơi, ngồi ngầu không, các bạn thấy ngầu cho, wow, chiếc xe này đẹp nha các bạn nha. Ôi bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe này mình cẩu rồi, cẩu chiếc xe mà máy xúc con sóc lên cho bạn cùng xem nha. Đó, cẩu lên cao, lên được không, lên được không, lên được không, lên được luôn này các bạn ơi. Ôi hay chưa, hay chưa, ôi lên luôn, lên cao luôn nha, rất là ngầu luôn các bạn ạ. Đó, đẳng cấp luôn. Ôi trời, rất là nhiều luôn. Rồi xem có xe gì xịn xịn không để chơi các bạn ơi. Rồi xe bồn chuẩn bị tông con hổ đây các bạn ơi. Nún 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 nún, xe tải chở khủng long ba sừng đấy các bạn ơi. Ôi ngầu không các bạn ơi. Hôm nay chúng ta có một tập đoàn xe đồ chơi luôn. Nún 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 nún. Đó. Nào tiếp tục thôi, chúng ta có xe bồn chuẩn bị tông này các bạn ơi. Xe bồn chuẩn bị tông siêu to khổng lồ. Nún 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 nún. Đồ cua đồ cua đồ cua. Đồ cua đồ cua đó, ngáo ông. Nún 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 nún. Các bạn ơi, bây giờ mời các bạn cùng giải cứu những chiếc xe đồ chơi bị đang bị nấp ở trong cái đống núa này các bạn ơi. Bây giờ mình phải giải cứu thôi. Đó, bây giờ mình phải dùng chiếc xe cần cẩu này mình giải cứu một chiếc xe gì ấy. Nào bây giờ mình sẽ cẩu nào. Nún 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 nún. Ui 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 ui. Cố lên nào, cố lên nào bạn ơi. Cố lên nào. Wow, thành công. Vậy là chúng ta đã có một chiếc xe cần cẩu. Ui, cần cẩu bạn sóc này. Wow. Đây là xe cần cẩu bạn sóc, con sóc đấy các bạn. Ui, đội mũ luôn. Ui, chiếc xe này ngầu quá các bạn. Nó hay chưa các bạn ơi. Chiếc xe này xịn chó các bạn ạ. Ui, ngầu lắm nha. Chiếc xe cần cẩu móc ấy, xe cần cẩu móc con sóc các bạn ạ. Ngầu lắm nha. Ui, rồi bây giờ mình sẽ cẩu tiếp một bạn xe gì đây. Ôi trời 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 trời. Đây bạn xe gì? Bạn xe gì con sóc ấy con ạ. Đó, bạn xe gì? Bây giờ mình móc móc cái bánh, móc bánh xe rồi. Nào, un un cố lên nào bạn, bạn bạn xe cẩu sóc ơi. Un 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 cố lên nào. Ui. Đó.
Wow. Đun. Wow, hai đây là xe máy xúc cát này. Xe máy xúc cát con sóc con ạ. Xe bạn này là bạn xe máy xúc cát con sóc ấy các bạn ạ. Rất đẹp luôn đấy các bạn ơi. Hay quá nha. Wow. Ngầu quá các bạn ơi. Đó, chúng ta có hai chiếc xe đẹp quá các bạn ơi. Ui, tiếp tục thôi nào. Ui, chúng ta có xe xúc lật này. Đây là xe xúc lật đây, mình sẽ xúc ủi tìm xe đồ chơi nhá. Nào, ủi lúa xem dưới đống lúa này có xe đồ chơi gì không các bạn ơi. Ủi nào. Wow. Ui các bạn ơi, mình tìm thấy một hộp xe đồ chơi gì ấy các bạn ơi. Wow, một hộp xe container chở cát. Ôi, hộp xe container mới này các bạn ơi. Có hộp xe container này mới quá này các bạn ơi. Ui đẹp quá nhờ, ui ngầu quá các bạn ạ, không biết bên trong có xe gì không. Đó, xe container bạch đen đấy, xe container chở cát đấy các bạn ạ. Đó, ngầu không? Đó, mở luôn xem bên trong là xe gì ấy. Chặt quá đấy các bạn ơi. Nào, ok nào, ui, mở luôn nào. Wow, ui trời. Ui, bên trong nào, một chiếc xe container thật các bạn ạ. Một chiếc xe container bằng sắt thật luôn. Đó, wow. Đây là chở hai chiếc ô tô chơi, đây là xe cứu thương này. Wow, xe cứu thương. Đây là ô tô cảnh sát này. Đó, un. Đó. Wow, un. Ấy, xe container chở lúa luôn đấy các bạn ạ. Nào mình ủi luôn, ủi lên để đi phơi lúa này các bạn ạ. Ấy. Nào, un. Ô múc ấy. Nào. Nun chút vào. Wow. Ui trời, nào chở đi phơi lúa thôi các bạn ơi. Nun. Xe công tơ này bật được ben luôn đấy các bạn ạ. Đó, nút thử ben luôn nha, rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Oh, let's go. Wow. Nào mình giải cứu tiếp theo là xe gì ấy các bạn ơi. Nun. Wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe điện. Wow. Đây là một bạn xe bồn trộn bê tông bạn hổ. Ui bạn hổ này ngầu quá. Ui bạn hổ sao lại trốn ở trong cái đống lúa này đó. Ui bạn hổ này thành đẹp quá các bạn ạ. Đây là bạn một xe điện bê tông hổ ấy các bạn ạ. Ui ngầu lắm con ạ. Ui bồn cái tít này. Wow. Đấy, hay chưa? Nào tiếp tục thôi các bạn ơi. Wow. Đây có xe gì ấy các bạn ơi? Đây là xe công chê lơ mới này các bạn ơi. Đó, xe container chở xe đồ chơi đấy các bạn ạ. Ui, ngầu nhá. Xe container này đẹp lắm các bạn ạ. Đó, mình mở xem có bên trong có xe gì nhá. Wow, ở bên trong có 3 chiếc xe đồ chơi. Ui, đây, xe máy xúc cát bằng sắt đấy các bạn ạ. Nhỏ nhỏ bằng sắt nặng lắm các bạn ạ. Xe này nặng ạ. Múc tự nào. Rất là ngầu luôn, múc tự nào. Xe gì thì kia vậy các bạn ạ. Xe nhỏ bé nhưng mà rất là đẹp các bạn ạ. Xe nhỏ bé nhưng mà bằng sắt xịn lắm các bạn ạ. Đó, hay lắm. Ôi, đây là xe bồn trộn bê tông này, các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông Bonnie đấy, hay chưa? Đó, xe xúc lật. Ơi, đây là xe ô tô của siêu nhân người nhện này. Đó, xe ô tô của siêu nhân người nhện nha, rất là to. Nún. Wow. Rồi, chúng ta còn xe gì đây? Ui, ở trong này còn một chiếc ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát to đẹp này. Nún. Ờ, chúng ta còn xe dưới đây. Đây là một chiếc xe ô tô số 5 xe đua các bạn ạ, xe đua số 5 ấy. Đấy, xịn không các bạn ơi. Nún. Nó. Pip. Wow, chúng ta còn xe gì không các bạn ơi? Đây chúng ta có một chiếc xe cần cẩu móc này, rất là đẹp này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cẩu một chiếc xe nào đó đi. Ơi, mình giải cứu chiếc xe này thôi các bạn ơi. Bạn xe gì ấy? Bây giờ mình giải cứu ra mới biết được bạn xe gì các bạn ơi. Nào, nún. Wow. Lên cao luôn đấy các bạn ạ, ngầu không? Đây là bạn xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Xe bồn trộn bê tông bu ly nhỏ rất đẹp đấy các bạn ơi, hay lắm nha. Chiếc xe này rất là đẹp luôn, nó thấy chưa. Rồi let's go nào. Bạn xe tải ben này rất là đẹp các bạn nha, nó rất là ngầu đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Hay chưa, wow. Đó, xe tải ben luôn, nó hai bạn xe tải ben luôn nữa các bạn ạ. Hay chưa, wow, hay lắm các bạn ạ. Wow. Rồi let's go, đây là bạn xe cần cẩu múc cát cảnh sát này. Đó, bạn xe cần cẩu này có năng ngầu. Ui các bạn ơi, wow, đây là một chiếc ô tô cảnh sát siêu to khổng lồ màu trắng à. Đó, xe ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Đó, rất là ngầu luôn. Đó, chắc là hết đồ chơi ở bên trong cái đống lúa này các bạn ơi. Ui, vẫn còn xe các bạn ạ, vẫn còn một chiếc xe này. Wow, đây là xe bồn trộn. Ui, vẫn là xe bồn trộn bê tông đầu khủng long các bạn ạ. Đó, xe bồn trộn bê tông đầu khủng long ấy, rất là ngầu luôn. Đó.